chú và các bạn, năm nay là năm 2019 thì đúng cái dịp kỷ năm tròn năm chặn kỷ niệm 155 năm ngày tổng kết của dân hùng dân tộc Việt Nam còn cờ đầu chống Pháp của nước ta ở miền Tây. Nhân dịp 150 năm kỷ niệm này thì ban tỉnh Tiền Giang đã và cái khu vực các huyện ở vùng Gò Công đã được tổ chức cái lễ hội lễ dỗ trương định nhân dịp kỷ niệm ngày tổng kết lẫm liệt của dân tộc này. Hiện nay thì cái khung cảnh ở xã Gò Công này trước cái tượng đài của Hồ Chủ tịch tỉnh ở trên chính cái đường đại lộ Trương Định cũng là treo băng cờ làm lễ trang hoàng rất là đẹp mắt để đón chào cái lễ hội kéo dài trong 4 ngày này, từ ngày 17, 18, 28. Cái đây là cái khu vực cái đền thờ Trương Định trước đây. Hôm nay chúng tôi thấy rất là nhiều quan khách để chuẩn bị dự cái lễ giỗ 155 năm ngày tổng kết dựng Trương Định. Quang cảnh rất là đông đúc. Ở đây là quang cảnh đông đúc như thế này có rất theo chúng tôi có rất người lạ từ nơi xa tới để dự cái lễ giỗ của anh Hùng rất là nhiều. Không biết những người này là ở đâu tới. Họ mặc những cái bộ đồ đồng phục như là một cái hội một cái đạo nào đó. Ta được biết thì ở trên cả nước ta có một cái hội là của những cái họ Trương trên toàn quốc. Chúng tôi cũng biết là trong cái dịp lễ giỗ Trương Định thì cái dòng họ Trương trên toàn quốc cũng có kết hợp với tỉnh Tiền Giang cũng như các cái huyện thị xã Gò Công mời rất nhiều cái người họ Trương ở khắp nơi trên nước Việt Nam ta về đây để làm cái giỗ Trương Định cho nó hoành tráng.
quanh Hồ Tư Định đang thắp hương trước và mọi người có biết đâu này là còn ở đâu, ra tìm hiểu xem. Rất là đông, trên 50 người. Rồi từ đâu tới anh? Đoạn đâu tới anh? Đoạn đâu? Đoạn nào? Ủa? Đoạn từ đâu tới? Dạ con ở Đồng Tháp. Đồng Tháp à? Đồng Tháp không hả? Đồng Tháp ha. Dạ. Một bạn thanh niên ở đây là cái đoàn ở Đồng Tháp. Đây có Đồng Tháp thì cái dùng trước đây thì cũng là cái cái nơi thì tập hợp là nghĩa quân của Trường Định rất là nhiều. Nhất là sau khi ban đoàn dân tộc Trường Định tưởng tiết thì nghĩa quân của Trường Định các cây vị lãnh binh, phó lãnh binh đã thoát khỏi vòng dây của quân Pháp về tỏ ra về các nơi tiếp tục dựng cờ khởi nghĩa. Nói chí của Trường Định rất là nhiều, nó có tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, rồi Cần Thơ, cả lan tỏa cái vùng Thiên Hậu Dương ở Hậu Mỹ, rồi xuống đến tận đến vùng Kiên Giang của Nguyễn Trung Trực.